Chào thầy và các bạn, em tên là Nguyễn Đỗ Hà My, lớp IEK43. Video hôm nay em sẽ trình bày về sự so sánh DNA của chimera và fetus in fetu, hay gọi tắt là FIF. Đầu tiên có đôi nét về chimera. Thuật ngữ chimera hay hợp thể khảm là một thuật ngữ di truyền học, dùng để chỉ một cơ thể sinh vật hoặc một mô hay một cơ quan mang nhiều bộ nhiễm sắc thể khác nhau, gồm nhiều DNA khác nhau. Và trong y học của người thì chimera còn dùng để chỉ một người gồm hai loại tế bào khác biệt về bộ gen. Tiếp theo là đôi nét về FIF, thai trong thai. Đây là một bất thường về sinh sản, trong đó một khối mô giống như một bào thai hình thành bên trong cơ thể. Hiện tượng này được mô tả lần đầu vào năm 1808 bởi George William Young với tỷ lệ mắc bệnh là 1 trên 500.000 ca sinh. Thai trong thai sẽ bị khiếm khuyết trầm trọng về cấu trúc, như là một vài cơ quan quan trọng, não, tim, phổi, đường tiêu hóa hoặc đường tiết niệu. Thai trong thai này nằm trong thai kia, nên không có nước ối, màng ối và nhau thai bao quanh. Nó giống như là một khối u, trong đó các tế bào của nó vẫn tồn tại và hoạt động chuyển hóa bình thường. Khối thai trong thai này được cung cấp dưỡng chất từ thai nhi mà nó ký sinh, vì vậy khối thai trong thai này không thể sống được nếu tách ra khỏi cơ thể của ký chủ. Ngoài ra, khối thai trong thai có thể đe dọa đến tính mạng của ký chủ mà nó ký sinh. Sau đây là một vài ca lâm sàng ghi nhận để giải thích rõ nét hơn về chimera và FIF. Đầu tiên là về sự việc liên quan tới chimera. Đây là gia đình của Lydia Fairchild, một trường hợp rất nổi tiếng về gen chimera. Do cô không có đủ điều kiện kinh tế để nuôi ba con nên đã làm đơn. Và chính phủ bắt phải xét nghiệm DNA để xác định huyết thống của cô. Nhưng kết quả trong phân tích DNA thì đã không tìm thấy được sự trùng hợp nào giữa DNA của cô và các con, mặc dù có sự trùng khớp rõ ràng giữa những đứa trẻ và cha của chúng. Trong cuốn sách The Twins Inside Me, các nhà nghiên cứu suy đoán đây là kết quả của sự hợp nhất của hai quả trứng đã được thụ tinh độc lập ở giai đoạn phát triển sớm, mãi tới khi lấy mẫu từ cổ tử cung của cô thì mới phù hợp với DNA của các con. Và mẹ của Fairchild đã nộp đơn xét nghiệm khớp với những đứa trẻ thì coi như tòa án mới thừa nhận sai. Hiện tượng chimera được nhận thấy ở những ca sinh đôi khác trứng, khi phôi thai có cấu trúc di truyền khác nhau nhưng vì một lý do nào đó hai phôi kết hợp thành một. Và hai cấu trúc di truyền này sẽ được đồng hóa với nhau, do có quá nhiều nguyên liệu gen sẽ khiến đứa trẻ dễ tử vong, nhưng thay vào đó có một số tế bào sẽ lẩn khuất bên trong tế bào còn lại mà không bị đào thải. Vì vậy, đứa trẻ vẫn có thể sống và sinh ra bình thường mang hai cấu trúc di truyền, một của nó và một của người anh em song sinh. Sau đây là một ca lâm sàng ghi nhận về FIF, một trẻ nam 18 tháng tuổi vào viện với tình trạng bụng to dần. Đứa trẻ đã sinh ra trong một thai kỳ khỏe mạnh và được ghi nhận là có tình trạng là thiếu máu, suy dinh dưỡng. Hình bên trái là hình ảnh siêu âm 3D bụng của đứa trẻ, tôi thấy có một khối u đậm đặc không đều và có sự hiện diện của cột sống và hệ thống xương. Cấu trúc bên trong cho thấy là chất lỏng, mô mềm và các phần tử xương. Hình ảnh bên phải là sau khi trẻ đã được tiến hành phẫu thuật lấy khối u ra. Khối u có kích thước lần lượt là 10 x 7 x 8 cm và nặng 800 g. Khi mở túi một bào thai trong khối u, một cái đầu không có não và ngực phát triển tốt, bụng, chi trên, ngón tay, chi dưới, bàn chân, ngón chân và có cả cơ quan sinh dục ngoài. Có hai giả thuyết của fetus in fetu là lý thuyết cái thai và thuyết song sinh. Thuyết cái thai là thai nhi trong bào thai có thể là một dạng u nang khác biệt rất cao, bản thân nó là một dạng quái thai trưởng thành. Thuyết song sinh là thai trong thai là một thai nhi ký sinh đang phát triển trong vật trụ sinh đôi của nó. Và một thời điểm rất sớm trong thai kỳ sinh đôi đơn nhân, trong đó cả hai thai nhi đều có chung một nhau thai, một bào thai quấn quanh và bao bọc bào thai kia. Thai sinh đôi được bao bọc trở thành một vật thể ký sinh. Tại đó, sự sống sót của nó phụ thuộc vào sự sống sót của bào thai ngoài sinh đôi bằng cách sống dựa vào nguồn cung cấp máu của bào thai sinh đôi. Các sinh đôi ký sinh này anencephalic, không có não và thiếu một số cơ quan nội tạng, do đó nó không thể tồn tại độc lập. Cuối cùng là đến kết luận, dựa vào hai trường hợp và các giả thuyết ở trên, ta nhận thấy chimera có thể có nhiều DNA trong cơ thể. Fetus in fetu thực chất là bào thai trong một bào thai khác, coi như một khối u quái tồn tại trong đứa trẻ chứ không hợp nhất với cấu trúc di truyền của nó, nên chỉ có một DNA. Từ đó ta kết luận trong khi
FIS là một biến chứng của song thai một bánh nhau trong sản khoa và có ảnh hưởng tới sức khỏe của người bị, còn chimera thì không. Nói cách khác, FIS là một khối u trong cơ thể không có ảnh hưởng tới DNA, còn chimera lại là sự hòa nhập của hai ADN khác nhau. Phần trình bày của em đến đây là hết. Cảm ơn thầy và các bạn đã lắng nghe.